Rồi em chào cô chú anh chị ha. Thì cái lô tủ full nhôm mà để sử dụng ở trên máy bay á, dùng để lưu trữ và vận chuyển thức ăn thì đã về tới nhà nha. Đó. Thì cái này nè, nó là full nhôm. Đó. Full nhôm thì ở trong nó sẽ có từng cái nấc để khay. Đó. Ví dụ cái khay này là một cái. Thì cái này là nó còn sót lại thôi. Chứ số đông là sẽ không còn cái khay này nha. Cho nên là em bán sẽ không có cái khay. Cái này là chỉ minh họa thôi. Đó. Đó. Cái này thì mình về mình vệ sinh sạch sẽ lại, mình chế, mình đựng đồ, đựng công cụ hay là đựng giày dép rồi, hoặc là đựng thức ăn. Tại vì cái này bản thân nó là dùng để đựng thức ăn ở trên máy bay mà. Cho nên là không có vấn đề về vệ sinh hay là chất độc hại gì đâu. Đó. Đồ trên máy bay mà nó tiêu chuẩn ghê lắm. Đây là có chế độ khóa nha. Đây, open là mở, lô lại là đóng. Thì cái cơ chế khóa của nó là nó có một cái lỗ ở đây nè. Và khi mà khóa thì cái chốt này nè, nó sẽ có cái chốt đóng cái lỗ đó lại, tay nắm. Thì cái này vệ sinh lại là sạch sẽ ok luôn ha các chú anh chị. Nó sẽ không có tình trạng là cấn mớp gì nhiều. Đó. Rồi em sẽ đo kích thước ha. Cái này chiều cao của nó là tầm khoảng 98. Chiều cao 98 ha. Rồi. Cái này phần này nó sẽ là 45. Đó, 45 chiều sâu. Và chiều ngang của nó là 30. Này là gì đây? Đó. Bánh đồ hoạt động ok ha. Không có cấn dướng gì hết. Cái này thì bây giờ mình có thể về chế thành cái tủ sấy trái cây cũng được nữa. Mình làm những cái khay nhôm hoặc là khay sắt có lỗ đó, mình bỏ những cái mà mình cần sấy vô, rồi chế thêm chở nhiệt này kia các thứ đó. Nói chung là cái đó về phần chế cháo đó, bên mình chỉ bán tủ rồi ha. Được về khoảng 50 mấy cái tủ như vậy nè. Đó, kích thước mình vừa đo thì là được khoảng 50 mấy cái ha. Rồi đây là cái tủ nhỏ. Mình vừa giới thiệu cho cô chú anh chị xem một cái tủ nhỏ. Và đây là một cái tủ kích thước lớn hơn. Đây là kích thước lớn hơn. Thì thiết kế phần trong nó cũng giống nhau ha. Nó có những cái sóng ga để nó mắc mấy cái khay lên. Đó, tất cả đều full nhôm hết nha. Và là hàng còn ok hết. Chứ không có mớp hay là bị lủng gì các thứ. Mới về tới là nhóc nó xu con cái, nó để dụng cụ nó vô chơi nè. Đó. Rồi em sẽ đo cái kích thước này ha. Tủ mình có chiều cao rồi y chang luôn, chiều cao cũng là 98 luôn. À, cái này chắc là tiêu chuẩn ở trên máy bay, không thể cao hơn được nữa hay sao. Rồi cái chiều sâu của nó là 90, chiều ngang chắc như nhau luôn. Rồi chiều ngang 30 luôn, chiều cao và chiều ngang là như nhau ha. Chỉ có chiều sâu thôi, nó khác biệt về chiều sâu. Một cái bự thì tủ bự thì chiều sâu là 90, còn tủ nhỏ thì chiều sâu là 45. Rồi cái bự nó sẽ gấp đôi cái nhỏ. Trời ơi, cô chú anh chị mình mà có nhu cầu mua về để chế cháo này kia đó, thì liên hệ ha. Mình có để cái số Zalo trên tiêu đề, clip nào mình cũng để, nhưng mà nhiều cô chú anh chị đọc coi clip không à, không để ý cho nên là không thấy cái số của mình. Rồi ok, cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi clip nha.